Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 4, trang 140, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Bài tập 4 đề bài như sau. Một cano đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30 km, tính vận tốc của cano đó. Như vậy đầu tiên, chúng ta phải tính được thời gian cano đi hết quãng đường 30 km bằng cách lấy 7 giờ 45 phút trừ đi 6 giờ 30 phút. Sau đó ta tính vận tốc của cano bằng cách lấy quãng đường 30 km chia cho thời gian mà cano đã đi hết quãng đường đó. Cô giáo sẽ hướng dẫn các con giải bài tập này bằng hai cách. Cách thứ nhất. Thời gian đi của cano là 7 giờ 45 phút trừ đi 6 giờ 30 phút. Bằng 1 giờ 15 phút. Vì 7 trừ 6 bằng 1 và 45 trừ 30 bằng 15. Ta đổi 1 giờ 15 phút sẽ bằng 1,25 giờ. Vì 15 phút sẽ bằng 15 phần 60 giờ hay chính bằng 25 phần 100 giờ. Vậy vận tốc của cano là 3 lấy quãng đường là 30 km chia cho 1,25. Ta có 30 chia cho 1,25. Cô viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số bị chia rồi bỏ dấu phẩy. Cô thực hiện phép tính 3.000 chia cho 125. 300 chia cho 125 được 2. 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 2 bằng 4 nhớ 1 bằng 5, viết 5. 2 x 1 bằng 2. Ta được 50. Hạ 0. 500 chia cho 125 được 4. 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 2 bằng 8, nhớ 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 x 1 bằng 4, nhớ 1 bằng 5, viết 5. Dư 0. Như vậy cô được kết quả là 24 km/h. Đáp số 24 km/h. Cách 2. Thời gian đi của cano là 7 giờ 45 phút trừ 6 giờ 30 phút. Bằng 1 giờ 15 phút. Cô không đổi số đo này về đơn vị đo là giờ mà cô đổi về đơn vị đo là phút. 1 giờ 15 phút sẽ bằng 75 phút. Vậy vận tốc của cano là 3 ta lấy quãng đường chia cho thời gian. 30 chia cho 75. 30 chia cho 75 được không? 0 nhân 75 bằng 0, 30 trừ 0 bằng 30. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư. Cô có 300 chia cho 75 bằng 4. 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 7 bằng 28, nhớ 2 bằng 30. 300 trừ 300 bằng 0. Như vậy cô được kết quả là 0,4. Các con lưu ý đơn vị vận tốc ở đây là km trên phút. Chúng ta đổi 0,4 km trên phút bằng 24 km trên giờ. Cô có thể đổi như vậy là bởi 1 giờ bằng 60 phút, cô sẽ lấy 0,4 nhân 60 bằng 24. Đáp số 24 km trên giờ. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 140, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!